sao mình có thể là chọn và tìm được một người mentor cho riêng mình đó, thì cái này nó cũng là một bước khá là quan trọng. Ví dụ như là mình biết được là một cái người mentor là nó quan trọng rồi, cần thiết rồi, nhưng mà để mà tìm được một người mentor không phải là dễ. Thì đầu tiên là mình sẽ xác định xem là mình có thể là tìm được cái người mentor từ những nguồn nào. Ví dụ như là trong công ty đi, thì đó cũng là một cái nơi, một cái nguồn mà mình có thể là có được những cái sự hỗ trợ và tìm được những người mentor. Ví dụ như mình xem thử là những cái đồng nghiệp hoặc là những cái bạn mà trong công ty, có thể là trong team hoặc là các team đó, có thể là cái level nó ngang hàng mình, senior, hoặc là những cái level cao hơn, ví dụ như là quản lý. Thì đầu tiên đó là mình sẽ tìm cái nguồn mà có những cái mentor, thì công ty là một cái nguồn nè. Sau đó thì mình có thể là thông qua bạn bè, thông qua những cái mối quan hệ của mình, mà mình có thể là hỏi họ xem với cái mong muốn của mình hoặc là với cái nhu cầu của mình đó, thì có thể là kết nối được với ai, hoặc là có thể là liên hệ ai để mà mình nhờ cái sự hỗ trợ, cái sự tư vấn. Rồi, hoặc là mình có thể là tham gia một số cái diễn đàn, một số cái như là Tech Mentor cũng có một cái diễn đàn, là một cái group để trao đổi về kiểm thử phần mềm. Thì trên đó cũng có nhiều bạn có kinh nghiệm, thì mình có thể là hỏi họ hoặc là nhờ những sự tư vấn của những cái bạn có kinh nghiệm đó. Hoặc là có rất là nhiều những cái nhóm về kiểm thử phần mềm hiện tại, thì mình cũng có thể là tham khảo và tìm được một cái người có kinh nghiệm và mình có thể là liên hệ để mà mình trao đổi cũng như là nhờ họ hỗ trợ một số cái vấn đề nào đó. Thì những người mà có kinh nghiệm thường đó là những người mà sẽ có cái mong muốn mà chia sẻ khá là lớn, và họ cũng kiểu như là rất là hào phóng trong cái việc đó là chia sẻ cái kiến thức của mình, nên các bạn cũng đừng ngại mà liên hệ những cái bạn mà có kinh nghiệm trên những cái nhóm hoặc là ở công ty nha. Thì theo kinh nghiệm của mình đó, thì phần lớn những bạn mà có kinh nghiệm rồi đó, thì họ cũng không có tiếc cái thời gian cũng như là không có suy nghĩ đến việc là giấu kiến thức đâu. Nên mình nếu mà mình có một cái cách tiếp cận phù hợp nè, mình thể hiện được là mình có một cái nhu cầu cụ thể, mình mong muốn biết một cái thông tin gì đó và mình cần cái sự giúp đỡ, thì những cái bạn mà có kinh nghiệm đó, các bạn sẽ hỗ trợ rất là tốt. Đó, thì nó cũng quay lại là cái cách mình tiếp cận và cái cách mà mình kiểu như là đặt vấn đề và hỏi họ thôi, làm sao để cho họ thấy là mình đang gặp khó khăn và mình cũng rất là muốn đi học hỏi. Đó là cái điều quan trọng, thì khi mà mình cần hỗ trợ thì các bạn đó sẽ giúp, có thể là giúp ít hoặc là giúp nhiều, nhưng mà phần lớn theo kinh nghiệm của mình đó là đều nhận được những sự hỗ trợ khi mà mình liên hệ ha. Chứ cũng hiếm có trường hợp nào mà dạng như là các bạn có kinh nghiệm mà dạng như các bạn không support lắm. Đặc biệt là trên những cái nhóm cộng đồng hoặc là trên công ty, thì cái cơ hội mà mình nhận được hỗ trợ nó cũng khá là cao. Thì cái đó là cái bước thứ nhất, là mình tìm một số cái nguồn mà mình có thể là nhận được cái sự hỗ trợ, có thể là trên công ty nè, trên những cái nhóm, rồi những cái mối quan hệ của mình hỏi xem là có giới thiệu ai được cho mình được hay không. Đó, thì đó là một số cái nguồn ha. Thì sau khi mà mình đã tìm được một người mà mình cảm giác được là bạn đó có cái kinh nghiệm và mình có thể là nhận được cái sự hỗ trợ từ bạn đó, thì bước tiếp theo là mình sẽ đặt ra một cái expectation cụ thể. Tức là bước thứ hai là mình set một cái expectation nó cụ thể một tí, là khi mà mình liên hệ với cái bạn mentor đó, thì mình sẽ chia sẻ cái mong muốn của mình đó, tức là cái lý do tại sao mà mình liên hệ bạn mentor đó, cái mong muốn của mình là gì đó, và nổi ngược lại là cái mà mình có thể là cung cấp hoặc là mình có thể là trả công cho cái người mentor đó như thế nào đó. Thì cái này nó cũng tùy vào cái nhu cầu và cái mong muốn của mình đó, nên cái expectation nó sẽ khác nhau. Có những lúc thì mình cần tìm những người mentor và mình chấp nhận cái việc đó là mình sẽ trả một ít chi phí cho họ đó, thì mình cũng chia sẻ rõ với họ là cái mong muốn của mình cũng như là cái mà mình muốn kiểu như là trả công cho họ là như thế nào đó, thì cái này mình cũng có thể chia sẻ nó rõ ràng. Ngoài ra thì cũng có những cái mentor họ giúp đỡ mình mà kiểu như là trong một vài buổi hoặc là một thời gian ngắn, thì họ muốn chia sẻ thôi chứ cũng không có nhu cầu là dạng như là nhận chi phí nữa, thì mình cũng chia sẻ để hiểu xem là cái mong muốn của họ là gì. Có thể là cái mong muốn của họ là mình sẽ hoàn thành cái dự án đó và báo cho họ cái kết quả đó, để họ biết được đó là cái sự hỗ trợ của họ là có ích đó, thì như vậy họ cũng vui rồi đó. Thì cái bước thứ hai là mình set một cái expectation đó rõ ràng ngay từ đầu, là cái mà mình muốn ở người mentor và cái mà mình có thể là mang lại cho cái người mentor đó là cái gì đó. Có thể là cái kết quả của mình, có thể là cái vật chất mà mình có thể là đưa ngược lại cái người mentor đó. Thì thường là sẽ có hai dạng chính như vậy. Rồi, thì sau khi mà mình đã set một cái expectation cụ thể rồi á, thì mình sẽ trao đổi về cái cách mà mình hoạt động với cái người mentor đó. Ví dụ như là mình đã biết được là mình sẽ làm việc với ai, và
mình trao đổi với họ là cái mong muốn của mình cũng như là cái mà mình có thể mang lại cho cái người mentor đó rồi. Đó, sau đó thì mình sẽ trao đổi cái cách mà hai người có thể làm việc với nhau, ví dụ như là sẽ làm việc thông qua cái video call đó, hoặc là có thể là gặp trực tiếp đó, và cái thời gian mà mình sẽ trao đổi và cái thời gian mà hai người sẽ đáp với nhau là cái thời điểm nào đó, thì mình sẽ đưa ra một số thông tin đó để kiểu như là hai người có một cái cách làm việc nó phù hợp nhất và tìm ra được một cái thời gian chung. Rồi sau khi mà mình đã ra được cái cách làm việc rồi đó, thì bước tiếp theo là mình sẽ tham gia những cái buổi session đó để mình có thể là hỏi một số cái câu hỏi của mình, rồi họ có thể là hỗ trợ mình một số thông tin đó, thì cái này thì mình sẽ trao đổi kỹ hơn trong từng cái buổi mà mình nói chuyện với lại cái người mentor. Và cuối cùng á là mình sẽ có một cái bước đó là mình monitor cái quá trình đó, xem thử là tất cả những cái mà diễn ra nó có đúng với lại cái expectation của mình hay không, những cái phương pháp làm việc nó có hợp lý hay chưa đó, và trong cái buổi mà mình trao đổi với người mentor đó nó có hiệu quả hay không đó, và từ đó thì mình sẽ điều chỉnh ha, điều chỉnh cho những cái buổi sau đó, hoặc là mình có thể tạm dừng và mình thay đổi một số thông tin và có thể bắt đầu lại trong một thời gian khác đó. Thì mình tóm tắt lại về những cái giai đoạn để tìm kiếm cái mentor ha. Thứ nhất là cái giai đoạn đầu tiên là mình sẽ tìm những cái nguồn mà mình có thể gặp được những người mentor đó. Cái thứ hai á là mình sẽ xét những cái mong muốn cụ thể ở cả phía mình và những cái mà mình có thể là đóng góp ngược lại hoặc là đưa ngược lại cho cái người mentor đó. Và cái bước thứ ba là mình sẽ đưa ra những cái phương pháp làm việc giữa hai người với nhau. Và cái bước thứ tư á là mình sẽ tham gia những cái buổi mà mình trao đổi đó, mình thử. Sau đó thì bước cuối cùng đó là mình sẽ theo dõi, mình monitor cái quá trình đó. Đó đó là những cái bước để mình có thể là tìm kiếm cũng như là làm việc với lại một cái người mentor đó tốt nhất nha.